Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã. Ai cũng có quyền được học hành, được giáo dục, không phân biệt loại người. Hãy tìm một ngọn nến nhỏ để thắp lên. Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức. Chỉ có sự khôn ngoan và ngu ngốc nhất của con người là không bao giờ thay đổi. Một người không nghĩ và lập kế hoạch lâu dài sẽ gặp rắc rối ngay tại cửa nhà mình. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Người có trí tuệ hành động trước khi nói, và sau đó họ sẽ nói theo hành động của mình. Chúng ta nên cảm nhận đau khổ, nhưng chúng ta không nên bị chìm dưới áp lực của nó. Làm việc đừng mong dễ thành công, vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người. Đừng mong người khác thuận theo ý mình, vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chút oán. Những gì người có địa vị cao tìm kiếm là ở bản thân mình, những gì người thấp bé tìm kiếm là ở những người khác. Khi rõ ràng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh từng bước hành động. Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát, cũng như con người không thể tốt lên mà không trải qua rèn luyện. Bản chất của kiến thức là có nó và áp dụng nó. Không có nó, hãy thú nhận sự thiếu hiểu biết của bạn. Hãy chọn công việc mà bạn yêu thích. Bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời của mình. Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai. Trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình. Điều mà người quân tử suy nghĩ và lo âu chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân đăm chiêu lo nghĩ chính là bổng lộc, lợi ích. Bằng ba phương pháp chúng ta có thể học sự khôn ngoan. Thứ nhất, bởi sự quán chiếu, đó là cao quý. Thứ hai, bằng cách bắt chước, đó là cách dễ nhất. Và thứ ba là bằng kinh nghiệm, đó là cách cay đắng nhất. Có ba hạng bạn bè ích lợi và có ba dạng làm nguy hại. Bạn nghe thẳng, bạn trung thực và bạn nghe nhiều học động là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưu chiều chuộng và gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm. Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi. Lỗi thật sự là có lỗi mà không sửa đổi chúng. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về kết quả. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.